Rồi, hai tất cả các bạn ha. Thì giờ hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách mà sử dụng cái sổ sức khỏe điện tử ha. Rồi đầu tiên thì các bạn sẽ tải cái app về ha. Các bạn nếu mà điện thoại Android các bạn sẽ lên CH Play ha. Mình biết thì hiện nay thì tất cả mọi người hầu như khá nhiều người luôn, nói chung là cũng xem video mà nhưng mà thật sự cũng có một số video nó hướng dẫn rất là rõ. Tuy nhiên thì cũng không không hiểu gì về để ý nghĩa của nó để tác dụng như thế nào hết. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn cách rõ hơn ha. Thì để tải thì các bạn lên CH Play ha. Mở CH Play lên, bạn gõ ha. Sổ sức khỏe khỏe điện tử nha. Đó, bạn cứ gõ tiếng Việt có dấu nha. Đây, thì cái biểu tượng sổ sức khỏe điện tử là như vậy. Đó, ở đây. Nó có nhiều app thì bạn có thể gõ sổ sức khỏe thôi nó ra. Đó thì nó ra luôn, nếu bạn gõ chữ sổ sức khỏe nó ra luôn. Đây cái biểu tượng màu đỏ đỏ nha bạn, sổ sức khỏe điện tử nè. Và bạn click vô cài đặt ha. Rồi ok. Rồi, sau khi cài đặt xong thì bạn có thể click mở đây hoặc là bạn phát ra trên cửa sổ màn hình nó sẽ hiển thị cái điện thoại của bạn sẽ có cái biểu tượng sổ sức khỏe ha. Bạn bấm mở luôn ha. Rồi đây. Rồi sau khi mở vào thì đầu tiên là bạn phải đăng ký trước nha bạn. Đây, bạn phải đăng ký trước. Rồi, bạn đăng ký. Đăng ký ha. Rồi bạn họ tên gì mình nhập vô ví dụ đi. Vô nhập vô. Đó, ví dụ tên mình đi, rồi mình nhập số điện thoại của mình. Cái này là mình nhập của mình luôn nha bạn. Thì mật khẩu bạn muốn đặt đặt sao dễ nhớ thì đặt. Đó, xong chưa? Rồi, cái số điện thoại này là phải sử dụng được nha bạn, để nó sẽ gửi tin nhắn đến điện thoại mình để xác nhận ha. Rồi, nhập số điện thoại ha. Rồi bấm tiếp tục. Rồi, thì sau khi bạn bấm tiếp tục thì nó sẽ gửi một cái mã 6 chữ số tới điện thoại của bạn ha. Bạn sẽ nhập cái mã số này vô ha. Rồi nhập vô thì nó sẽ báo, sau khi bạn nhập đúng á thì nó sẽ báo bạn đăng ký thành công. Ok. Rồi, ok, giờ bạn đăng nhập lại vô ha. Rồi đăng ký thành công thì mình đăng nhập vô ha. Rồi bạn ok. Rồi sau đó bạn đăng nhập vô thôi, đơn giản vậy thôi. Rồi, ở đầu là bạn đã đăng ký thành công ha. Rồi thì đầu tiên đó là cái đầu tiên bạn phải click vào một cá nhân nào, bạn khai báo cái thông tin cá nhân trước rồi đó. Đó, thông tin cá nhân của mình bạn kiểm tra đây, thông tin cá nhân đầu tiên bạn khai báo thông tin cá nhân mình trước, rồi bạn sinh ngày mấy tháng mấy á, bạn nhập vô ha. Đó, mình điền vô ví dụ đi, rồi của mình đó. Tại vì mình cũng tìm hiểu, tuy nhiên thì một số cái thông tin ta nói cũng rõ nhưng mà thật sự thì không hiểu về cái ý nghĩa của từng mục làm cái đó để làm cái gì, đúng không ạ? Cái đó này, rồi thông tin cá nhân, rồi tên nam ha, số điện thoại đầy đủ ha, số bảo hiểm y tế nếu có thì mình sẽ điền vào đây. Tại vì khi mình điền thông tin khi mà có sự cố gì chúng ta chỉ cần sử dụng cái này thôi, vào bệnh viện hay là sử dụng cái này nó rất là nhanh, nó khỏi phải lâu lắc ghi chép gì đó. Rồi còn không bạn cập nhật cái số chứng minh hoặc thẻ căn cước mình vô đó. Đó rồi tỉnh thành phố bạn khai vô ha, của mình là thành phố phố Hồ, ở đây thành phố Hồ Chí Minh đây đó lịch nha. Rồi ví dụ mình quận ở Thủ Đức thì mình ghi Thủ Đức thôi. Thủ Đức hình như nằm đâu cuối cuối cùng luôn á, thành phố Thủ Đức đây nằm cuối cùng. Phường của mình là Trường Thọ bạn ha, gõ cho nhanh luôn, thử ra Trường Thọ ở ra không? Đây ra chữ Trường Thọ hả bạn ha. Đó. Rồi xuống nhà bạn ghi xuống nhà thôi. Thẻ sử dụng thẻ, cái thông tin nào mà bạn không biết thì không 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 điền không sao. Rồi có email thì bạn cứ điền email vào đó, đó điền email vào thôi. Có biết thông tin chiều cao thì bạn điền chiều cao vào đó, còn không biết thì thôi nha, cái này không bắt buộc nha.
nhóm máu nếu thôi tiểu sử bệnh, ví dụ bạn có gì, ví dụ bạn có chứng bệnh gì thì mình sẽ khai báo cho đây luôn. Thôi con tiếp 1/4 nữa giờ. Đó, rồi. Cái thông tin quốc gia, dân tộc, ví dụ dân tộc là gì, dân tộc Kinh nè. Ok. Rồi điền vào tôn giáo, nếu mình có tôn giáo thì có, không có thì không. Đó, nghề nghiệp mình làm gì đó. Nghề nghiệp thì ở đây này, lực lượng vũ trang, trí thức, thuộc trí thức thì mình ghi vô. Còn hành chính sự nghiệp là gì? Mình biết chắc chắn các bạn, một số bạn cũng sẽ thắc mắc từ hành chính sự nghiệp. Thì mình được biết cái hành chính sự nghiệp thì là liên quan tới vấn đề cái làm việc ở trong các cơ quan nhà nước nha các bạn. Thì gọi là hành chính sự nghiệp ha. Ai mà làm quan bây giờ làm việc ở cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước, ví dụ làm ở phường, xã hay là công tác tổ, hội phụ nữ rồi vân vân là thuộc cái cơ quan hành chính của nhà nước thì mình có thể điền vô hành chính sự nghiệp ha. Rồi, ok. Còn mình trí thức mình điền vô trí thức. Rồi. Đó, khu vực thì khu vực này nếu mà mình không biết thì mình không cần điền đâu. Tại vì nó cũng không có định nghĩa rõ khu vực là như thế nào hết. Rồi, bằng lưu thông tin này bấm lưu thôi. Ok. Đó. Rồi, tiếp theo bạn click qua chỗ phần trang chủ các bạn ha. Rồi đây, trang chủ đầu tiên là cái mục đăng ký tiêm chủng. Thì cái ý nghĩa của mục này á là chỉ là cái thủ tục giấy tờ là xác nhận rằng bạn là đồng ý việc là người tiêm chủng cái COVID này thôi, hiểu không? Do đó thì bạn đầu tiên bạn sẽ thực hiện cái việc đăng ký tiêm chủng. Đó, đăng ký tiêm chủng đây. Thì click vô đăng ký tiêm chủng thì có nghĩa là nếu mà bạn đã tiêm mũi một rồi á thì các bạn bạn có thể đăng ký tiếp. Ví dụ mà bạn tiêm ngày 12 đi, qua ngày 13 bạn đăng ký vẫn được. Rồi, bạn đăng ký tiêm chủng để cái đợt sau có người ta cái tổ chứng cái thông tin này sẽ báo lên cái về cái cơ quan phường của bạn, thì sau khi mà có lịch tiêm chủng người ta sẽ thông báo đến mình đi đi tiêm. Đó, mình không phải cần là làm cái phiếu đăng ký gì nữa. Rồi, ở đây ghi họ tên ha, ngày tháng năm sinh ha. Chứng minh nhân dân, căn cước ha. Rồi, bảo hiểm y tế thì có thì ghi vô ha. Đó, còn ngày đăng ký tiêm là ví dụ như có nghĩa là cái ngày đăng ký là cái ngày hiện tại bạn đăng ký cái lịch tiêm thôi. Còn lịch tiêm khi nào có người ta sẽ báo cho mình. Đó, thì ví dụ hôm nay là mình ngày 18 thì mình cứ điền ngày 18 tháng 9 thôi. Đó, rồi nghề nghiệp ha. Rồi đối tượng, đối tượng ha. Đó, thì mình vẫn thuộc những đối tượng ở đây, bạn chọn đối tượng thôi. Nhân viên cán bộ ngoại giao Việt Nam không phải. Cung cấp thiết yếu, nè, người cung cấp dịch vụ thiết yếu. Như hàng không, vận tải du lịch, với dịch vụ điện nước không phải ha, giáo viên người làm việc học sinh, đó, cơ quan trường học, luật sư gì đó, công nhân thường xuyên tiếp xúc với nhiều người, đó, là bạn điền vô, đó, người nghèo hay do chính sách xã hội điền vô, người dịch, đó, đối tượng là người lao động, nạn nhân, còn ví dụ mình là người lao động tự do đi, đó, điền vô. Rồi tên ví dụ như tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh điện ha, quận thì điện vô ha, đó phường điện ha, rồi nơi ở của bạn mình điện cho đủ vô. Rồi. Rồi ví dụ bạn điện vô ha, rồi đó quốc tịch Việt Nam, rồi ok, đó mình khai báo thông tin cơ bản trước, tại hồi nãy là bạn đã khai báo thông tin trong cái mục mà khai báo cá nhân rồi đó, do đó khi bạn mở này lên là nó sẽ hiển thị luôn một số thông tin bạn không phải điền nữa. Đó, bạn chỉ bấm click tiếp tục. Rồi nó hỏi tiếp. Rồi bắt đầu nó hỏi bạn tiếp nào. Nó hỏi bạn có tiền sử có bị bệnh gì không nè. Đó, ứng dụng nó hỏi mình đây, tiền sử có phản vệ. Đó, từ cấp độ 2 trở lên. Đó. Còn cái thông tin mà chưa rõ, những cái thông tin tiền sử phản vệ cấp độ 2 nha, bạn cứ lên web bạn search cái là ra liền ha. Đó, bạn click không 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 không. Đó. Tiền sử có thì bạn click có nha. Rồi còn không nhớ thôi. Lớn tuổi già cả cái không nhớ thôi. Tiền sử tiêm vaccine khác trong 14 ngày đó. Nếu mà bạn có tiêm một cái loại vaccine nào khác, ví dụ hiện nay là mình thấy đa số ở Hồ Chí Minh thì tiêm vaccine của cái gì Verocell của Trung Quốc ha. Đó, còn mấy bạn đã tiêm ở cơ quan hay là ở công ty gì đó một loại vaccine mà ví dụ mà loại tiêm 2 mũi nhưng mà bạn tiêm 1 mũi rồi, bạn phải khai báo trên đây. Đó. Thì ví dụ nếu mà có tiêm một loại vaccine nữa bạn ghi tên để người ta biết ha. Đó. Rồi đây.
đó, rồi bệnh cấp tính hay tiền sử vân vân đó, bạn điền bạn check, nếu mà không có những trong cái những mục này bạn có thích không ha, bạn tiếp tục đó. Rồi đó, thì sau khi bạn đọc những thông tin đây, đây là cái tiêm vaccine là biện pháp phòng ngừa vân vân, đọc xong bạn click vô mục đồng ý ha. Đó, sau khi đồng ý xong thì bạn click xác nhận lại là xong. Đó, tuy nhiên thông tin mày đã đăng ký rồi mình nghĩ chắc nó không chịu đâu. Đó, thì sau khi click xác nhận xong thì nó sẽ gửi một cái mã OTP tới số điện thoại mình ha. Đó, thì mình sẽ nhập số mã OTP vô. Đó, rồi ok bạn mới xác nhận ha. Đó. Thì đó đây nó có hiển thị thông tin rõ ràng đây. Đây, đó là bạn đã đăng ký tiêm chủng. Đó. Đây, có họ tên đầy đủ thông tin. Đó, có số điện thoại. Tại hồi nãy do mình có hai số điện thoại, do đó mình sử dụng cái số điện thoại hai, mình hướng dẫn cho các bạn để các bạn hiểu rõ hơn ha. Đó thì nó sẽ kết quả sẽ coi như đây ha. Rồi bạn đóng lại. Rồi xong rồi đó, coi như coi là mình đã thành công với cái bộ để đăng ký tiêm chủng. Thì mục đích này là để một chút cho khi mà mình đi tiêm cho nó nhanh thôi. Đó, bạn khỏi phải khai báo và bạn đưa cái mã tao quét cái kịch là xong. Đó, do đó bạn đăng ký tiêm chủng là một bước, một thủ tục hành chính ha. Rồi tiếp theo bạn hai là cái mục là khai báo y tế. Rồi, thì cái mục này nó cũng hỗ trợ với giấy tờ khi bạn đi đi tiêm á, đi tiêm ở khu vực ở phường xã mình á, nó sẽ nhanh thôi. Rồi bạn sẽ khai báo y tế. Thì cũng sau khi mà nhập thông tin cá nhân thì nó tự, khi bạn mở lên nó tự tự điền vô luôn. Đó, có thì nó tự điền cho mình luôn, rất là nhanh. Đó, còn hồi nãy bạn chưa khai báo thông tin bạn phải điền lại hai ba lần, nó rất là mất công. Đó, rồi đó bạn điền ha, nó có hết đầy đủ ha, nó hỏi gì điền đó. Trong 14 ngày qua nè, cái quan trọng những cái mục này bạn chú ý nha. Trong 14 ngày qua anh chị có đến các tỉnh thành quốc gia nào hay không? Có nghĩa là nếu bạn có thì bạn cứ khai có nha. Tại vì á, khi trong quá trình mà nói chung theo mình nghĩ là cái này á, là nó giúp cho các bạn thôi. Mình nói ví dụ trước khi bạn tiêm mà bạn bị nhiễm bệnh mà mình tiêm vào nữa thì mình nghĩ nó cái rủi ro nó rất là nguy hiểm các bạn ha. Đó, do đó thì bạn nên khai báo thật những thông tin này. Ví dụ bạn có lỡ mà đi ở khu vực quốc gia nào mà hay có đi ra nhiều nơi thì bạn cứ có khai báo. Lỡ bạn có khai báo thì lúc đó người ta, ví dụ bạn đi ở khu vực cái vùng nhiễm bệnh đi, cái vùng ví dụ như vực là ví dụ khu vực chung, ví dụ quận nhất đi, ví dụ vậy, quận nhất đi ví dụ như vậy, thì cái khu vực này ví dụ cái nguy cơ nhiễm bệnh nó tương đối khá cao, thì trước khi có thể tiêm á, người ta sẽ test cho bạn cái, nếu mà bạn không bị nhiễm bệnh á, test nhanh cho bạn cái mà không nhiễm bệnh thì người ta sẽ tiếp tục tiêm tiêm vaccine cho mình. Còn đối với trường hợp mà vô tình mình đi như vậy, mình bị mắc bệnh á, thì mình tiêm một cái loại virus nào nữa thì mình nghĩ thì cái rủi ro nguy hiểm rất là cao hả bạn ha. Theo mình nghĩ là như vậy đó. Còn các bạn nghĩ như thế nào thì các bạn cứ làm như thế nào thì là tùy các bạn thôi đó. Còn ở đây là nó hỏi sau 14 ngày qua thì anh chị có hiện tượng sốt hay ho, khó thở hay không, đó viêm phổi, đau họng, mệt mỏi hay không đó. Thì các bạn cẩn thận này, nếu bạn có thì bạn cứ mạnh dạn lít có nha, người ta sẽ test và hỗ trợ cho mình. Tại vì ở ở khu vực của mình nó hiện nay là có rất là nhiều người mà vô tình cũng che giấu khai báo, tuy nhiên cuối cùng phát hiện ra thì nguy hiểm đến tính mạng các bạn, người ta mất rất là nhiều các bạn ha. Do đó việc mà người ta cũng sợ khai báo y tế này nè. Do đó thì các bạn cứ tự tin nha, nếu có thì mình cứ khai có, để người ta bên cơ quan y tế người ta hãy hỗ trợ cho mình, người ta sẽ test mình trước trước khi mình tiêm thì tốt hơn nha. Ok, còn nếu bạn không có hai mục này thì thôi mình sẽ không lít không đó, nên chúng ta khai báo chính xác 100% đúng như bạn. Rồi tiếp theo là trong vòng 14 ngày qua anh chị có tiếp xúc với ai hay không đó. Nếu mình có tiếp xúc với người bệnh mắc nghi ngờ thì mình bạn nên ghi có luôn nha. Đó, ghi có, bạn cứ yên tâm đi, người ta sẽ xem xét, người ta sẽ test sơ bạn lại cái thôi. Nếu có thì người ta sẽ hỗ trợ bạn, hướng dẫn bạn việc trị trị cái bệnh này thôi. Hiện nay đông quá người ta không chở mình vô bệnh viện nhiều đâu. Đó, hiện nay vấn đề về bạn có thể là cách ly tại nhà hay là vân vân, thì tùy theo hướng dẫn người ta thôi. Bạn cứ yên tâm, đừng có lo lắng quá. Thật sự ai cũng sợ về vấn đề về khi mà vô bệnh viện hay gì đó, cách ly tùm lum hết trơn đúng không ạ? Đó thì các bạn cứ thực tế thôi. Rồi đó, và tiếp xúc với cái người từ nước ngoài về nè, có bệnh Covid là vân vân đó, đủ thứ hết. Đó thì nếu mình không có mình ghi không ha. Rồi tiếp theo bạn chỉ cần nhập cái mã vào thôi để mình kiểm tra thông tin nãy giờ mình hướng dẫn mình báo có đúng không. Đó đó, khai báo y tế nè đó, mình không ha. Rồi bây giờ mình ghi nhập cái mã số bảo mật vô 22
8 hay gì à? Trời ơi, 8907, số này hơi khó. Còn nếu mà bạn cảm thấy không thấy số này, bạn bấm này refresh, nó sẽ refresh lại ha. Đó, thấy không? Refresh lại cho bạn coi. Đó, bạn dễ thấy hơn, cái mã số dễ thấy hơn ha. Đó, bạn click 072323. Đó, rồi ok, bạn bấm gửi tờ khai ha. Đó. Ok bạn ha. Thì đó, sau khi bạn khai báo y tế không thì bắt đầu nó gửi thông tin bạn là đã đăng ký thông tin ha. Đó. Còn cái số hotline này mình điện thử rồi. Cái số hotline thực sự thì nó chỉ là cái hệ thống tự động, nó hướng dẫn bạn sử dụng mấy cái ứng dụng này thôi. Nhưng mà thực sự mình cũng không hiểu luôn. Đó, rất là khó hiểu. Nó chỉ hướng dẫn bạn cài đặt rồi làm việc, chứ thực sự như họ không có ai tiếp máy vậy. Hệ thống tự động á, mình điện thử thôi. Thì các bạn có thể thắc mắc, bạn thử điện thoại, nó có nhiều cái thông tin trên đó nữa. Rồi ok bạn. Rồi sau khi khai báo hai thông tin, một cái đăng ký tiêm chủng rồi, khai báo y tế xong, thì lúc đó khi bạn tới điểm tiêm á, thì người ta sẽ yêu cầu bạn mở cái sổ sức khỏe lên. Thì bạn sẽ lướt cái chỗ mã đây. Đó, đây là cái sổ thông tin đăng ký, và nó sẽ biến thành mã code này. Nó tập hợp thông tin bằng cái mã code và cái thông tin khai báo y tế, bạn sẽ nó tập hợp thành một cái mã sổ sức khỏe của bạn. Thì trước khi tiêm, người ta sẽ có thể là ta quét cái mã code của bạn, ta mở cái ứng dụng hệ thống của ta quét cái mã code của mình. Thì sau khi những thông tin đã xác nhận đăng ký rồi, khai báo y tế ok rồi. Đó, thì tại trong quá trình khai báo y tế thì phần mềm bên hệ thống người ta sẽ được biết, theo mình hiểu là nó sẽ lọc những thông tin ra. Những thông tin nào bạn có liên quan với được Covid, nó sẽ lọc ra. Thì khi nó quét vào thì nó sẽ cập nhật báo cái thông tin lên liền cho những cái người mà sử dụng cái ứng dụng mà để quét mã code của bên mình. Rồi, thì sau khi nếu mà không có vấn đề gì thì sau khi quét xong á, thì lúc đó thì cái hệ bạn click cái xác nhận tiêm chủng lên. Thì sau khi ta quét xong thì tất nhiên trên hệ thống của bạn sẽ được cập nhật. Cái đây là họ tên, số điện thoại, cái vật tiêm chủng đây á là theo hệ thống tự động nha bạn. Bạn không có điền lại được bạn được nha. Có nhiều người ta không hiểu, ta cứ chờ click tiêm điện này vô là không có điền được đâu nha. Cái này là của hệ thống tự động của hệ thống bên cơ quan nhà nước á, người ta sẽ tự cập nhật thông tin đây. Thì sau khi nó cập nhật, sau khi mà ta quét mã code thì sẽ tự cập nhật cái thông tin của bạn lên đây. Đó, cái hoạch tiêm như nào đó nó sẽ hiển thị trên đó luôn. Thì lúc đó nếu bạn đồng ý tiêm, đọc những cái thông tin thôi, và bạn đồng ý tiêm thì bạn sẽ click xác nhận. Ok ha, bạn click xác nhận một cái. Đó, thì click xác nhận một cái thì sau khi mà, tại vì do hiện nay là không phải là không có, mà hiện nay là do mình được biết, mình tìm hiểu bên thông tin các cơ bên các địa phương á, thì là hiện nay là hệ thống do ở trên nó bị lỗi, cho đó thì nó mình cũng đã tiêm rồi, tiêm một mũi rồi, nhưng mà hiện nay là cái thông tin vẫn không có chưa hiển thị nha bạn. Đó, rồi do đó thì hiện nay nó đang bị lỗi nha, các bạn cũng chờ và hoặc là liên hệ bên các bộ phận cơ quan liên quan để người ta giải đáp rõ thông tin cho mình hơn không. Đó, còn theo mình tìm hiểu là như vậy. Nó sẽ cập nhật, thì sau khi nó cập nhật bạn bật lên, nó hiển thị tên, số điện thoại đầy đủ của bạn lên, nó tự động thôi nha. Rồi bạn sẽ click xác nhận đồng ý. Thì sau khi bạn click xác nhận đồng ý thì tại cái nơi tiêm đó, người ta sẽ bắt đầu tiêm vaccine cho bạn. Thì sau khi tiêm xong thì bắt đầu thì bạn sẽ được chứng nhận là ngừa Covid. Thì đó, thì sau khi tiêm xong đây, thì sau khi tiêm xong thì ở đây nó sẽ xác nhận là ví dụ như màu vàng á là bạn đã tiêm một mũi rồi. Đó, màu xanh là bạn đã hoàn thành tiêm hai mũi các bạn. Đó, do hệ thống hiện tại là nó đang bị lỗi, do đó thì bên mình cũng chưa cập nhật luôn. Mình đã tiêm rồi nhưng mà chưa được cập nhật hệ thống luôn. Còn nếu mà bạn muốn người ta cập nhật hệ thống, bạn phải liên hệ bên cái bộ phận mà người ta tiêm vaccine cho mình á, tại khu vực phường xã của mình á, mình liên hệ lên đó để mình liên hệ với người ta để người ta hỗ trợ mình cập nhật cái thông tin lên. Nhưng mà mình được biết hiện tại là hệ thống đang bị lỗi các bạn ha. Đó, rồi tại thời điểm này thôi. Còn sau này không biết là hệ thống ta đã hoàn chỉnh lại chưa hay. Còn về phản ứng sau khi tiêm thì cái này giống như là bạn làm thêm thôi. Đó, thì ví dụ như bạn trong quá trình bạn tiêm sau trong vòng 7 ngày bạn có triệu chứng gì thì bạn nên khai báo người ta. Ví dụ như đối tượng tiêm nè, đó thì sau khi bạn đã tiêm rồi hay là hệ thống nó có hoạt động lại đầy đủ thì bạn sẽ có đầy đủ. Này là cũng tự điền nha bạn. Mà click vô đâu điền được đâu không? Lấp click nữa không? Đâu có đây không? Nào lít đối tượng tiêm không có, tên vaccine cũng có luôn không, ngày tiêm cũng không có không, lít không được ha bạn ha. Đó, này nói lít có không thì được thôi. Đó, do đó thì do hệ thống nó đang có vấn đề, do đó thì chưa cập nhật lại nha. Do đó thì bạn có thể là
Ví dụ sau khi bạn tiêm 7 ngày ha, thì bạn mở lên thông tin của bạn được điền ở đây. Đó. Thì sau đó nếu mà bạn có một cái triệu chứng gì đó thì bạn sẽ báo cho ta triệu chứng ha. Đó có nè, một lít vô có thì nó hiện thì những một triệu chứng đây. Đó, bạn có triệu chứng gì bạn sẽ lít vô, dụ như đau sưng hay là gì vân vân, thời gian thì biểu hiện như nào đó thì bạn sẽ báo vô trọng ha. Đó, nôn mửa vân vân nè, tiêu chảy, sốt vân vân. Đó, bạn sẽ báo liền. Rồi các triệu chứng điều trị, cái triệu chứng điều trị trước đó có hay không. Đó, thì có thì bạn ghi có, còn bạn chưa điều trị thì bạn ghi không. Đó, rồi sau đó thì bạn lưu lại cái thông tin ha. Đó, bạn lưu lại thông tin. Đó, bạn lưu lại thông tin. Đó, bạn lưu, bấm lưu lại thông tin. Có nghĩa là đây chỉ là cái khảo sát thôi nha. Còn nếu mà bạn thực sự bạn có vấn đề về sau 7 ngày, bạn vui lòng liên hệ liền với cơ quan y tế ở địa phương mình để người ta hỗ trợ mình liền, chứ không có chờ vào cái thông tin này nó rất là lâu các bạn ha. Đó, đây là chỉ là cái phiếu khảo sát thôi nha. Bạn gửi thông tin để ra khảo sát, người ta kiểm tra được là cái vấn đề về cái loại vaccine đó nó có vấn đề gì hay không thôi. Đó, này là góp ý thêm cho các những người ta làm công tác tiêm vaccine thôi ở bên bộ phận ở các cơ quan trên ha. Đó là vậy. Thì cơ bản về là như vậy, nhưng cái vấn đề ở chỗ là vấn đề mà các bạn đang quan tâm, vấn đề về chứng nhận ngừa Covid đúng không ạ? Đó, cái vấn đề vậy là cái vấn đề là các bạn đang quan tâm đây. Đó, cái vấn đề là quan tâm đây. Thì để các bạn được chứng nhận Covid đó, thì do hiện tại là mình được biết thì cái đó hệ thống đang bị lỗi, thì các bạn có thể liên hệ lại bên cái bộ phận mà tiêm chủng tại địa phương, phường xã mình á, yêu cầu người ta cập nhật cái thông tin mình tiêm vaccine á. Thì khi sau khi tại khi mà bạn khai báo y tế hay bạn cập nhật thông tin trên đây á, thì trên hệ thống người ta đã có thông tin của bạn rồi nha. Trên thông tin hệ thống bộ trên đó thì người ta đã có, hay là hệ thống bên cơ quan người ta đã có thông tin của bạn trên đó rồi. Do đó thì bạn có thể liên hệ nhờ cập nhật lại cái thông tin của mình để có những cái giấy xác nhận đã tiêm vaccine rồi, để bạn được phép lưu thông hay gì đó vân vân, hay là qua chốt hay gì đó vân vân. Đó, ok bạn. Rồi, ok, về cái vấn đề về cái cơ bản về cái khai báo về vấn đề về cơ bản về sử dụng cái app mà sổ sức khỏe điện tử thì đến đây của mình đã hết ha. Thì nếu mà có thắc mắc thì cứ để bình luận bên dưới ha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video của mình. Chúc tất cả các bạn đều tiêm phòng đầy đủ và an toàn hết ha. Chúc tất cả đều may mắn, không ai gặp sự cố gì về Covid hết các bạn ha. Rồi, chào tất cả các bạn.